điều đặc biệt ở cặp ghế này là bên khá có thêu thêm tên của chủ nhân của chiếc xe nha anh em. Xin chào anh em, đây là chiếc Kia Carnival được chuyển từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh và đến Bờ Rồ Tu để độ lại, nâng cấp lại limousine cũng như đổi màu nội thất, cách âm chống ồn và nâng cấp lại toàn bộ hệ thống dàn âm thanh nha anh em. Và bây giờ Khá sẽ tiếp tục giới thiệu chi tiết đến xe Kia Carnival này nha anh em. Đây, Khá mời các anh em vào xem chiếc Khá nội thất nguyên bản của xe trước khi nâng cấp lên nó sẽ như thế nào nha. Như anh em có thể thấy là nội thất hiện tại nó đang theo tông màu là nâu đen, ghế cũng vậy nha anh em, ghế là nâu đen, trần là nó là màu kem. Xe này thì sử dụng hai cặp lo phía trước hai quay, lo phía sau hai quay. Series 3 đến từ thương hiệu Miro Design của Đức. Đây, made in Germany luôn nha anh em. Thì cái dòng lo Miro Design này á, nó thiên về dòng nhạc chi tiết, acoustic. Thì những anh em nào mà thích thể loại nhạc trữ tình á, thì có thể là cân nhắc lên cái thương hiệu lo này nha. Để đánh cho hai cặp lo này á, thì bên Khá sử dụng âm ly Mocconi tích hợp DSP 80.6, này nó có 6 kênh. Thì âm ly này á, là nhập khẩu từ Ý về nha anh em, made in Italia luôn, để đánh cho hai cặp lo. Rồi, đây là cái súp hơi 10 inch. Súp hơi 10 inch anh em, thương hiệu Garden của Đức. Và để đánh cho cái súp hơi này á, thì bên Khá sử dụng cái âm ly Garden của Đức luôn, RC600C1 để đánh cho cái súp hơi này. Ở ngoài ra thì có sử dụng thêm vật liệu cách âm chống ồn toàn xe nha anh em. Đây, Khá đang cầm trên tay vật liệu cách âm chống ồn Silent Roll made in Russia, này là của Nga, là được bên Rồ Tu nhập khẩu trực tiếp từ Nga về luôn. Khi mà cách âm hiệu quả giảm ồn cao, không ù tai, không chảy nhựa, không bay mùi hôi và được bên Khá là bảo hành vĩnh viễn luôn nha anh em. Xin chào anh em, đứng bên cạnh Khá là anh Hải, chủ xe của Kia Carnival ở Hải Phòng vào nha anh em. Thì anh Hải cho Khá hỏi là nãy giờ anh Hải cũng đã đi một vòng xung quanh xe và anh em kỹ thuật của Rồ Tu đã hướng dẫn anh sử dụng xe. Thì anh có cảm nhận như thế nào, anh có hài lòng về sản phẩm không ạ? Ở đây thì mình cũng tìm cả rất nhiều đơn vị độ xe nhưng mà mình thấy mà mình sẽ đã chọn Rồ Tu để độ. Dạ. Mình cảm thấy rất hài lòng. Dạ dạ. Nãy giờ anh lên ngồi bộ ghế limousine thì anh có thể thấy cái anh có thích không? Anh thấy rất hài lòng với bên Pro luôn nè. Dạ dạ. Thì bây giờ Khá sẽ mời anh Hải cùng vào bên trong để trải nghiệm chiếc xe nha anh em. Đây, em sẽ hướng dẫn cho anh sử dụng cái bộ ghế limousine luôn nha. Đó, em mời anh lên ngồi nha. Đây là nó tính năng chỉnh điện 6 hướng. Cái này là anh trượt ra trước là ghế nó sẽ ra trước nè. Đó, trượt ra sau là ra sau. Rồi cái này là mình ngã lưng, anh bấm về sau là ngã lưng nè, nâng lưng. Dạ, đây có cổng USB thì ngay chỗ này nó có cái massage nè, bấm vào đó. Anh nghe massage chưa? Đấy, massage thì nó có 3 chế độ, chế độ vừa, chế độ mạnh và chế độ hơi mạnh. Bấm 3 lần là nó tắt, còn có thêm là đồng quạt mát đó. Như anh em có thể thấy, sau khi anh Hải ngồi thì anh Hải cảm nhận như thế nào, có thoải mái không anh? Dạ,
Giờ qua đây bộ đồ tu xin cảm ơn anh Hải rất là nhiều luôn, đã chọn dịch vụ và tin tưởng dịch vụ tại bộ đồ tu mà gửi chiếc xe tận Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh để đổ xe. Thì khá thay mặt cho anh em bộ đồ tu cảm ơn và cảm thấy rất là vinh hạnh luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, em chào anh. Ở đây là cái khoang nội thất sau khi bên bộ đồ tu đã nâng cấp limousine xong nha anh em. Như anh em có thể thấy đây là cặp ghế limousine. Điều đặc biệt ở cặp ghế này là bên khá có làm thêm, thêu thêm tên của chủ nhân của chiếc xe này. Nếu quý khách hàng nào mà muốn mà làm cá nhân hóa hay là thêu tên hay là dập logo của lên ghế, lên sàn thì đều làm được hết nha anh em. Thì đây cũng là một cái để cho anh em mình cân nhắc quan tâm tới. Đây là trần thì được bọc lại da lộn kết hợp với ánh sao nha anh em, thì nó rất là lung linh. Ở phía trước đây là có một cái khung tivi 29 inch, cái màn hình 29 inch rất là to luôn, mà chúng ta ngồi ở hai ghế VIP hoặc là băng sau có thể là xem được tivi YouTube rất là tiện lợi và thoải mái luôn. Thì sàn xe thì bên khá cũng đã làm cho anh một cái sàn carbon có logo Kia. Sàn carbon có thể nói là mẫu sàn hot nhất hiện nay luôn, hầu như Carnival nào cũng quan tâm đến sàn thì đều là sàn carbon hết nha anh em. Đấy. Thì xe này á, là được bên khá đổi màu nội thất lại full đen cũng giống như những xe trước thôi. Ghế tài phụ và băng ba cũng được bọc lại theo kiểu dáng của limousine luôn. Đó, xe là đổi màu nội thất lại toàn bộ là màu đen hết luôn. Đó. Đây là cái súp hơi ga đành 10 inch của Đức. Thì súp hơi này được gắn âm vô bên trong của vách hông luôn. Zin của xe là nó có một cái lỗ, có một cái súp ở bên đây nha anh em. Đấy, thì bên khá gỡ cái súp ra, thay cái súp kia vào, mình đóng một cái thùng và nó nằm bên trong cái vách hông này, hoàn toàn là gọn, tiện lợi, không có chiếm diện tích của xe mà nó mang lại chất lượng âm thanh là tuyệt hảo luôn. Đó, nhân đây thì khá cũng muốn giới thiệu thêm với anh em, bên đây là một chiếc Sienna mà bên bộ đồ tu vừa làm xong. Thì xe này chiều nay sẽ tiến hành bàn giao cho khách. Xe này thì cũng đổi màu nội thất lại toàn bộ luôn nha anh em, với hai tông màu chủ đạo đó là màu cam hơi mạt và màu đen. Đấy, thì xe này á, là đổi màu nội thất lại toàn bộ, bọc da lại toàn bộ luôn nha anh em. Thì một cái xe này á, khá sẽ có clip review chi tiết cho xe này luôn. Đấy, và khá cũng muốn giới thiệu với anh em đó, ngày hôm nay là bên bộ đồ tu vừa nhận một xe là Lexus 570 từ ở Quảng Bình vào. Đấy, từ Quảng Bình vào, đây là Lexus 570, thì con này là độ lại nội thất limousine phiên bản 4 chỗ, siêu xịn sò, đổi màu nội thất lại toàn bộ. Thì cái chất liệu sử dụng cho bộ ghế này á, bộ xe này đó chính là da Đức luôn anh em, da xịn sò của Đức. Tất cả 100% da hết luôn. Thì khá cảm ơn anh em rất là nhiều đã quan tâm, đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại bộ tu, đã thường xuyên theo dõi bên kênh của khá. Thì mong anh em là cho khá thêm một lượt like, một lượt subscribe để khá có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video tiếp theo cho các anh em cùng xem nha. Khá cũng như tập thể anh em bộ đồ tu xin là gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách hàng ở trên mọi miền tổ quốc đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại bộ đồ tu. Từ các anh có thể nói là rất là xa luôn, từ Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, rồi Bạc Liêu, An Giang, nói chung rất là xa, ở Quảng Bình nữa, đã tin tưởng sử dụng, đã gửi xe vào cho bộ đồ tu để nâng cấp lại nội thất limousine. Cảm ơn anh em rất là nhiều.